đọc tiểu sử thánh nữ Caterina thành Siena. Hai đứa trẻ, một trai một gái, bước trở về nhà trên những con đường phố trong thành Siena vào một buổi chiều năm 1352. Chúng vừa mới đi thăm người chị có chồng sinh sống ở ngoài thành về. Đứa bé trai khoảng độ 8 tuổi, dáng khỏe mạnh, nghịch ngợm, đang tung tăng chạy nhảy đằng trước. Cô bé gái bước đi chậm chậm ở phía sau, như đang gặm nhấm dư hương có một buổi chiều tuyệt vời bên người chị. Cô rất thích đến chơi nhà chị. Nơi đó thật yên tĩnh và thanh bình, với vườn cây và thảm cỏ xanh tươi, với nhiều loài bướm và chim thật đẹp. Nơi đó, cô có hàng giờ đi suy nghĩ và nhìn ngắm một bông hoa đẹp mà không bị ai phá rầy. Không giống như nhà của cô, ở giữa lòng đô thị ồn ào. Gia đình cô có cả thảy là 25 anh chị em, nhưng 13 người đã chết lúc còn nhỏ. Cha cô là chủ một hãng nhuộm và rất giàu có. Ông cho xây cất một ngôi nhà to lớn có thể chứa 12 người con và các người vợ của những người con trai lớn đã lập gia đình. Vừa đồng thời, ngôi nhà này cũng là cái hãng nhuộm của ông. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể hãnh diện về ngôi nhà vĩ đại này. Nhưng đây không phải là một nơi lý tưởng để sống. Mùi hăng hắc của thuốc nhuộm bốc lên từ hãng nhuộm ở lầu 1, tỏa lan ra khắp nhà và cả ngoài đường phố. Thêm vào đó là cái giọng lanh lảnh của bà mẹ điều khiển các công việc trong nhà cứ vang vọng mãi bên tai suốt từ mờ sáng cho đến tối. Cô bé không buồn đi nhanh về ngôi nhà ồn ào, nằm ở đường Via dei Tintori đó. Với lòng tràn ngập một niềm an bình sau một buổi chiều viếng thăm người chị ở vùng ngoại ô, cô bước đi chậm chậm và nhìn ngắm cảnh chiều tà đổi sắc. Đứng trên con đường dốc, cô nhìn sang thung lũng hướng về ngôi nhà thờ chính tòa vĩ đại của San Domenico. Cô đã thấy một thị kiến làm thay đổi cả cuộc đời cô. Cô đã thấy chính Chúa Giêsu, mình mặc phẩm phục của một vị giáo hoàng. Ngài ngồi trên ngai tòa và có các thánh Phêrô, Phaolô và Gioan tông đồ đứng bên cạnh. Nhưng Chúa Giêsu không nhìn họ. Ngài nhìn thẳng vào cô, mỉm cười với cô cách đầy yêu thương. Đang khi cô đứng đó nhìn chòng chọc và ngẩn ngơ về tình yêu của Ngài, Chúa Giêsu đã tiến lại phía cô và chúc lành cho cô, làm dấu thánh giá trên người cô. Cô bé đã nhìn Chúa Giêsu say đắm, quên cả chính mình và những gì đang xảy ra chung quanh. Cô chỉ còn biết có Ngài và tình yêu Ngài tràn ngập tâm hồn cô với niềm ủi an khôn tả. Giữa lúc cô chơi vơi trong tình yêu nồng cháy đó, cô ao ước được làm vui lòng Ngài, người đã yêu thương cô quá nhiều. Bất cứ điều gì Ngài bảo, cô sẽ làm. Trong khi đó, cậu bé trai đi đằng trước, tưởng rằng người em gái nhỏ đang đi theo mình. Đến chừng nhìn lại không thấy em gái đâu. Cậu quay trở lại tìm em và thấy cô bé đang đứng giữa đường, mắt nhìn chằm chằm lên trời. Cậu lớn tiếng gọi em, nhưng cô bé không đáp lại. Tức giận, cậu tiến lại lay mạnh người em gái và nói như hét. Mình đi về thôi chứ, mày đứng đây làm gì? Cô bé trả lời anh như một người đang ở trong mơ. Nếu anh thấy được những gì em thấy thì chắc anh sẽ không phá rầy em. Cô liếc nhìn anh, đoạn hướng mắt lên trời. Nhưng thị kiến ban nãy đã biến mất. Cô ôm mặt khóc nức nở.
giận cho mình đã nhìn sang hướng khác để đánh mất một cảnh tượng thật đẹp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cô bé trong câu chuyện trên đây chính là thánh nữ Caterina thành Siena thuộc nước Italia. Thánh nữ Caterina là một phụ nữ phi thường trong nền văn hóa và trong đời sống của nước Italia và của giáo hội. Trong một thời đại mà người phụ nữ chỉ sống trong tu viện hay trong phạm vi gia đình mà thôi. Thánh nữ là một người phụ nữ không được học hành gì, nhưng đã viết hơn 380 lá thư cho các vua chúa, các giám mục và hồng y. Trong đó, Ngài nói lên tư tưởng của mình một cách đầy uy quyền. Câu chuyện về cuộc đời của thánh nữ đẹp như một chuyện tiểu thuyết. Trong cuộc đời ngắn ngủi 33 năm sống trên dương thế, thánh nữ Caterina đã là một người đầy tớ, một người mộng ảo, một y tá, thầy dạy, nhà cách mạng, nhà cố vấn và sứ giả của giáo hội công giáo. Sinh ra trong một đại gia đình vào năm 1347 và là người con thứ 25, Caterina đã sống thời tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, cho đến khi cô nhìn thấy Chúa Giêsu lơ lửng trên mái nhà thờ chính tòa San Domenico. Chúa Giêsu cho Caterina biết tình yêu vĩ đại của Ngài đối với nàng và xin nàng cam kết yêu thương. Caterina đã mạnh mẽ thưa vâng. Và từ giây phút đó, nỗi khao khát duy nhất của nàng chỉ là được phục vụ Chúa. Năm 16 tuổi, Caterina trở thành thành viên dòng Ba Đa Minh và sống như một ẩn sĩ trong gia đình của nàng. Caterina chăm sóc cho người dân ở Siena, người nghèo khổ và bệnh tật. Rất thường khi nàng chữa bệnh cho những bệnh nhân kinh tởm nhất cũng như hoán cải những người tội lỗi và các tù nhân. Caterina còn nổi tiếng là người làm nhiều phép lạ. Bởi vì nàng có thể bay bổng lên trong lúc cầu nguyện và xuất thần hàng giờ, nên nàng đã được người người biết đến qua danh hiệu người đàn bà với đầy quyền lực của Thiên Chúa. Vô số người gần xa đã kéo đến để xin những lời khuyên bảo của nàng về tinh thần lẫn về vật chất. Mặc dầu nhiều khi bị đau đớn nhiều trong thân xác, Caterina vẫn biểu lộ một gương mặt tươi vui và hạnh phúc. Đến năm 28 tuổi, nàng được in 5 dấu thánh. Nhưng do bởi lời nàng cầu xin mà những dấu thánh này không tỏ lộ ra bên ngoài. Năm 1376, Caterina gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 và đã là một công cụ trong việc thuyết phục Đức Thánh Cha dời ngay tòa Phaero từ Avignon, Pháp Quốc trở lại Roma. Dâng hiến chính mình làm của lễ hy sinh để cầu cho sự hiệp nhất và đổi mới trong giáo hội. Caterina đã phải chịu đựng một sự đau đớn huyền nhiệm trong suốt 3 tháng và qua đời lúc nàng được 33 tuổi tại Roma. Mặc dù Caterina không được đi học đàng hoàng, nhưng nàng đã được ban tặng tước hiệu tiến sĩ giáo hội. Người đàn bà thứ hai trong lịch sử được danh dự như thế sau thánh nữ Teresa Avila. Kho tàng tinh thần và những học thuyết mà nàng đã để lại có trên 400 lá thư, mà nổi bật nhất là tác phẩm Cuộc Đối Thoại của nàng. Trong đó, gồm có những cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa Cha và nàng về cuộc sống tinh thần. Thánh nữ Caterina thành Siena là vị thánh năng động gương mẫu trong giáo hội. Và tuy là Ngài đã sống cách xa chúng ta 6 thế kỷ, nhưng sứ điệp mà Ngài để lại vẫn còn hữu ích cho con người thuộc mọi thời đại, cả trong thời đại nguyên tử này của chúng ta. Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn lại các đặc điểm nổi bật của Ngài bắt đầu từ thời tuổi thơ.
là người con gái Úc thứ 25 của ông bà Giacomo và Lapa Benincasa. Caterina đã được cha mẹ rất mực cưng chiều và đã sống quãng đời thơ ấu như trăm ngàn đứa trẻ khác. Cho đến khi nàng được ơn nhìn thấy Chúa Giêsu lơ lửng trên mái ngôi nhà thờ chính tòa San Domenico vào một buổi chiều của năm 1352, thì tuổi thơ của Caterina cũng theo biến cố này mà chấm dứt. Lúc đó, Caterina vừa lên 6 tuổi. Thiên Chúa đã mời gọi nàng yêu thương Ngài và để cho Ngài yêu thương. Và nàng đã đáp lại lời mời gọi này bằng tiếng thưa xin vâng, đến từ thẳm sâu trong tâm hồn của một đứa trẻ. Lời thưa xin vâng đã được xác nhận và xác nhận lại nhiều lần trong suốt cuộc sống của nàng. Lời thưa xin vâng cho phép Thiên Chúa uốn nắn và làm cho vững mạnh cho đến khi nàng trở nên một trong những vị thánh cả trong giáo hội. Nhưng tuyệt nhiên, Caterina không hề thố lộ cho ai biết những gì đã xảy ra. Theo lời thuật lại, Caterina là một cô bé vui tính và rất đẹp, với những lọn tóc vàng ống ả phủ quanh gương mặt trái xoan, làm cho ai ai nhìn thấy cũng đều yêu mến. Khi người thân hay là các người láng giềng đi thăm bệnh nhân, họ đều xin phép được dắt Caterina theo, vì nàng có sức làm cho người bệnh trở nên vui tươi. Khi chơi đùa với những đứa trẻ khác, Caterina luôn có khuynh hướng thống trị chúng, thuyết phục chúng phải chơi theo lối của nàng. Lối chơi của Caterina thường là làm thánh hoặc là ẩn sĩ. Khi còn lại một mình, nàng sẽ lẻn vào một góc phòng tối của ngôi nhà rộng lớn của mình và giả vờ như đây là hang động, nơi nàng có thể cầu nguyện hàng giờ mà không ai hay biết. Trong hang động tưởng tượng này, Caterina dùng một sợi dây thần có thắt cúc lại rồi quất lên tấm thân non nớt của nàng. Đây là một lối hành xác rất thông dụng và đã được những người đạo đức thánh thiện thực hành vào thời bấy giờ. Khi Caterina chơi đùa với những đứa trẻ khác, nàng cũng dạy chúng cầu nguyện kinh lạy cha và kinh kính mừng. Cách thức phải quỳ như thế nào và nhịn ăn ra sao? Kể cả việc giới thiệu với chúng sợi dây thừng đặc biệt của nàng để chúng truyền tay nhau xài thử. Lâu dần, Caterina đâm ra chán ngấy các loại trò chơi tưởng tượng và bắt đầu khao khát một cái gì thật sự. Ngày nọ, nàng lấy ít bánh mì và nước lã rồi đi tìm một hang động ở ngoài thành và sống đời ẩn sĩ. Sau nhiều giờ cầu nguyện, Caterina ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sụp tối. Vừa lo sợ vừa hối hận, Caterina quay trở lại nhà và hứa sẽ không làm như thế nữa. Và cũng kể từ sau biến cố kể trên, nàng đã bắt đầu quan tâm đến sự tinh khiết. Caterina muốn sống thánh thiện cả hồn lẫn xác. Nghĩa là cô bé lên 7 tuổi này đã quyết định giữ mình đồng trinh vì Chúa Giêsu của nàng. Với quyết định trên, nàng chạy đến với Đức Trinh Nữ để nhờ Ngài dẫn dắt và bầu cử. Một ngày nọ, đang khi cầu nguyện với Đức Maria, Caterina thấy bà và con trai của bà hiện ra trong ánh hào quang ngời sáng. Đức Maria giới thiệu Chúa Giêsu với Caterina. Và kể từ giây phút ấy, Caterina kể như là mình đã đính ước với Chúa Giêsu. Để xứng đáng là người được Chúa thương chọn, và cũng để dễ dàng phục tùng thánh ý của Ngài, Caterina cảm thấy nàng phải từ bỏ tính ích kỷ và những ham muốn riêng tư. Nàng bắt đầu rèn luyện thân xác khỏi các ham muốn. Như lời vị linh hướng của nàng kể, người tông đồ tí hon của Chúa Giêsu bắt đầu cuộc chiến chống lại xác thịt trước khi nó nổi loạn. Caterina cố gắng kiêng thịt. Mỗi lần một đĩa thịt được dọn ra cho nàng, nàng đều đẩy nó sang người anh hay là quăng xuống dưới gầm bàn cho mấy chú mèo. Song song với việc kiêng thịt, Caterina cũng gia tăng cường độ của các việc hành xác khác, hoặc là một mình, hoặc là với những đứa bạn khác. Cùng với những việc làm này,
nàng đã phát triển một sự quan tâm đến các linh hồn và tình yêu đối với những vị thánh, những người đã quên mình vì phần rỗi của những người khác. Tất cả những điều kể trên đều còn nằm trong vòng bí mật. Katharina không nói cho một ai biết, và những người thân trong gia đình cũng không để ý đến những hành vi khác thường của Katharina. Trẻ con có nhiều loại trò chơi. Đứa thích làm mẹ, đứa thích làm công chúa. Thế nên khi Katharina chơi trò làm thánh thì đã có gì lạ đâu. Họ cứ nghĩ là Katharina cũng đang chơi những trò chơi tưởng tượng như những đứa trẻ khác. Katharina không bao giờ được cấp sách đến trường. Con gái của những thương gia, nhất là những thương gia giàu có ở vào thế kỷ thứ 14, thì không cần học hành gì cả. Thế nhưng, Katharina lại khao khát được học hỏi, nhất là được hiểu biết về Thiên Chúa và các vị thánh. Giống như những lớp người trẻ của mọi thời đại, nàng muốn học hỏi cách sống tốt lành, nhưng nàng không nhận thấy một mẫu người lý tưởng nơi mẹ nàng để bắt chước, nên nàng bắt chước các vị thánh. Nàng tìm cách học hỏi về những vị thánh ở bất cứ nơi nào có thể. Mỗi khi đi nhà thờ, Katharina đều quan sát các khung cửa sổ có in hình các vị thánh và các bức tượng. Nàng chăm chú lắng nghe các bài đọc, những lời cầu nguyện và các lời giảng của vị linh mục trong thánh lễ. Còn ở nhà thì nàng thích được nghe đọc những câu chuyện về cuộc đời của các vị thánh, nhất là những vị đã đổ máu đào ra để minh chứng cho đức tin. Là một đứa trẻ ít nói, sinh bởi một người mẹ nói nhiều và không hiểu nhu cầu cần sự yên lặng của nàng trong một căn nhà to lớn, vừa làm nơi ở, vừa làm hãng nhuộm, Katharina chỉ còn biết hướng về việc cầu nguyện. Chỉ trong lời cầu nguyện, Katharina mới gặp gỡ được Chúa Giêsu và mẹ chí thánh của Ngài. Chỉ trong lời cầu nguyện, nàng mới cảm nghiệm được nguồn hạnh phúc. Không ai trong gia đình nhận thức được những gì đã xảy ra, nhưng những trò chơi và những lời cầu nguyện của Katharina đã gắn chặt với nhau và biến đổi cô gái bé nhỏ này trở thành một người đầy tớ anh dũng của Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng nàng nói với Chúa Giêsu năm nào đã không bị rút lại, nhưng còn được lặp lại cách mạnh mẽ. Quyết định giữ mình đồng trinh vì Chúa Giêsu đã là một lời cam kết long trọng. Katharina dần dần qua thời tuổi thơ để bước vào tuổi dậy thì. Năm nàng lên 12 tuổi, gia đình nàng đã lo chuẩn bị cho nàng một tấm chồng. Mẹ nàng luôn thúc giục nàng tắm gội, trau chuốt mái tóc vàng óng ả của nàng. Biết được ý định của cha mẹ, và để bày tỏ sự chống đối của nàng, Katharina đã lén cạo trọc đầu, bỏ đi mái tóc đẹp của nàng. Đây là một dấu hiệu truyền thống cho thấy người thiếu nữ này muốn trở thành một nữ tu hơn là một người vợ. Cha mẹ nàng rất tức giận, và để trừng phạt sự cứng đầu của nàng, họ bắt nàng làm người đầy tớ trong gia đình. Nàng không có được phòng riêng, không được cầu nguyện, hoặc ở một mình để có thể nghĩ đến Chúa. Không còn chỗ riêng tư để cầu nguyện, Katharina đã xây dựng một căn phòng cầu nguyện nhỏ trong tâm lòng nàng. Vị linh hướng của nàng kể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Katharina cất một căn phòng bí mật trong tâm lòng nàng và thề hứa không đánh đổi với bất cứ vật gì trên thế gian. Nơi đó, nàng có thể kết hiệp với Chúa Giêsu và nhận ra sự hiện diện của Ngài bất cứ lúc nào nàng ở đâu và làm gì. Những người thân trong gia đình nàng, đặc biệt là các anh trai, luôn chế nhạo nàng mỗi khi nàng phục vụ họ. Nhưng nàng cứ giả điếc làm ngơ và vui vẻ phục vụ họ như thể nàng đang phục vụ thánh gia đình ở Nazareth. Cha nàng là Chúa Giêsu, mẹ nàng là Đức Maria và các anh của nàng là các tông đồ. Nhiều tháng trôi qua, Katharina sống kiếp tối đòi. Một đêm kia, nàng nằm mơ thấy Thánh Đa Minh, vị thánh nổi tiếng của miền Siena, đến trước mặt nàng
và trao cho nàng tấm áo dòng và bảo: "Đừng sợ, hỡi con gái yêu quý của ta, rồi đây con sẽ được mặc tấm áo này." Được khuyến khích bởi giấc mơ kỳ lạ kia, Katarina quyết định tỏ thật với cha cái bí mật trong đời nàng, là việc nàng thề hứa giữ mình đồng trinh và thuộc về Thiên Chúa. Nghe thế, cha nàng đã hiểu. Bởi chính ông cũng đã một lần có được thị kiến một con bồ câu từ đâu bay đến lơ lửng trên đầu Katarina trong giây lát rồi biến mất. Giờ đây, qua sự trình bày của Katarina, ông đã thực sự mở mắt ra để nhìn thấy ơn gọi cao cả của người con gái Úc và phục hồi nàng trở lại cương vị của một người con trong nhà như xưa, cũng như cho phép nàng được tự do sống niềm tin của mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tuần qua chúng ta đã theo dõi những đặc điểm nổi bật trong thời tuổi thơ của Thánh nữ Katarina thành Siena với những cuộc chiến cam go chống lại sự ham muốn trong thân xác và chống lại quyết định của cha mẹ muốn nàng lập gia đình để giữ mình đồng trinh và tận hiến cho Chúa. Nhờ kiên trì, cuối cùng nàng đã thuyết phục được cha mẹ cho mình được sống đúng theo ơn gọi của mình. Hôm nay, chúng tôi xin nói về những năm sống ẩn dật tại gia của Katarina. Cha của Katarina đã giữ đúng lời hứa cho nàng được tự do sống đạo. Ông ban cho nàng một căn phòng nhỏ nằm riêng biệt ở phía sau nhà, để nàng có thể sống và cầu nguyện mà không lo sợ bị ai quấy rối. Năm đó, Katarina được 13 tuổi. Nàng một mình sống trong căn phòng tối tăm ngột ngạt đó, đêm ngày quỳ trước tượng Chúa chịu nạn treo trên tường, và khao khát được thông phần vào sự đau khổ của Ngài. Katarina không biết đọc, và vì thế nàng không thể đọc và suy gẫm phúc âm. Phương tiện duy nhất giúp nàng hiểu biết về Thiên Chúa chỉ là bức tượng Chúa chịu nạn. Qua đó, Katarina hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với nàng, và nàng đã đáp lại bằng cách yêu thương Ngài với trọn cả tâm lòng. Để diễn tả tình yêu ấy, nàng tự nguyện ôm lấy một cuộc sống khổ đau. Katarina dùng roi có gắn những cái móc sắt để đánh tội 3 lần trong một ngày, mỗi lần dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Những chiếc móc sắt xé da làm cho máu tuôn chảy đầm đìa xuống chân. Katarina dâng sự đau khổ này để đền bù cho các tội lỗi của nàng, của những người còn sống và của những linh hồn còn ở trong luyện ngục. Ngay từ lúc mới lên 6, lên 7, Katarina đã kiêng thịt. Bây giờ, nàng lại còn tránh ăn bánh ngọt, uống rượu và mọi thức ăn uống có nhiều chất bổ khác. Các bữa ăn trong ngày của nàng chỉ toàn là bánh mì và rau tươi. Thường khi nàng chỉ ăn một mình ở trong phòng. Một hình thức từ bỏ khác mà Katarina cảm thấy khó thực hành nhất là bỏ ngủ. Mỗi đêm, nàng ép mình thức khuya thêm một chút để canh thức với đấng cứu chuộc của nàng. Trước khi Katarina thực hành kiểu hành xác này, nàng là một cô gái khỏe mạnh. Mẹ nàng bảo nàng có thể vác một bao thóc từ dưới hầm lên trên nhà. Nhưng vì những kiểu hành xác như vừa kể trên mà nàng đã trở nên ốm yếu xanh xao và sống suốt quãng đời còn lại trong khổ đau và bệnh hoạn. Chúng ta không được biết phản ứng của cha nàng ra sao về cách sống của nàng. Chứ riêng bà mẹ, thì bà không thể nào chấp nhận được. Mỗi lần bà nghe tiếng roi quất lên xương thịt mà bà yêu dấu, bà đều kêu khóc than trời trách đất, thấu cả đến tai những người hàng xóm. Đáp lại, Katarina cũng van xin mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy là một bà mẹ thật sự của con. Không những của thân xác con, nhưng còn là của linh hồn con nữa. Nhưng sự cảm thông đã không đến, và thái độ của mẹ nàng lại càng làm cho nàng đau khổ thêm nhiều. Và nàng đã chấp nhận điều này vì tình yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Rất thường khi Katarina nghĩ đến giấc mơ, trong đó Thánh Đa Minh đã trao cho nàng tấm áo dòng màu trắng đen của các hội viên thuộc dòng ba. Nàng khao khát được mặc nó như là dấu hiệu của cuộc đời nàng đã chọn. Màu đen tượng trưng cho sự khiêm nhường, còn màu trắng là sự trong sạch. Nhưng nàng không có đủ điều kiện để gia nhập dòng này. Các thành viên dòng ba là những người phụ nữ sống ngoài thế gian, ngay trong chính gia đình của họ, và tận hiến cuộc đời trong việc cầu nguyện, đền tội và phục vụ những người nghèo. Và vì họ sống giữa thế gian, không được giám sát cách chặt chẽ, thế nên chỉ có những bà quá già, thề hứa không lập gia đình nữa, thì mới được nhận. Tuy không hội đủ những điều kiện trên, nhưng Katarina không nản chí. Nàng tin rằng Thánh Đa Minh, người đã trao cho nàng tấm áo trong giấc mơ, sẽ giúp nàng vượt qua các khó khăn trên. Sau đó không lâu, Katarina lâm bệnh nặng, với những mụn đỏ nổi đầy mình trông thật kinh tởm. Tưởng con mình sắp chết, mẹ nàng van xin Thiên Chúa và Thánh Đa Minh cứu mạng con bà, thì bà sẽ làm bất cứ điều gì các ngài muốn. Lợi dụng tình trạng thập tử nhất sinh của mình, Katarina buộc mẹ thuyết phục các nữ tu chấp nhận nàng vào dòng. Và nàng đã được tội nguyện. Nhưng trước khi dự lễ tuyên thệ và nhận áo dòng, Katarina bị cơn cám dỗ sống đời hôn nhân tấn công dữ dội. Một buổi chiều quỳ cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn, Katarina thấy một thị kiến, trong đó có một chàng trai tuấn tú đến trao cho nàng tấm áo cưới. Katarina vừa định cầm lấy, thì nàng sực nhớ lại và thét lên, đẩy tấm áo cưới ra xa. Cơn mộng tưởng tan biến mất. Katarina trở lại trạng thái bình thường, và bức tượng Chúa chịu nạn ở trước mặt nàng vẫn không thay đổi. Đột nhiên, nàng nghe tiếng sột soạt của áo lụa ở phía sau lưng. Ngoảnh nhìn lại, nàng thấy Đức Maria trên tay cầm chiếc áo lụa thêu vàng nạm ngọc thật đẹp. Đức mẹ nói, con gái của ta, chiếc áo này lấy từ vết thương ở cạnh sườn con của ta và cho chính tay ta may. Con hãy mặc áo này như là bằng chứng tình yêu của chúng ta đối với con. Nói đoạn, Đức Maria phủ chiếc áo tiên lên người của Katarina. Một lần nữa, Katarina chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu. Từ trong cùng thẳm trái tim, nàng lặp lại lời thưa xin vâng mà nàng đã nói lần đầu tiên năm nàng lên 6 tuổi. Sau đó vài ngày, nàng cùng cha mẹ đến nhà thờ chính tòa San Domenico nhận áo dòng trong một buổi lễ tuyên khấn. Suốt 3 năm trời, Katarina sống cuộc đời từ bỏ trong chính căn phòng nhỏ của nàng. Chính Chúa Giêsu là người đã nâng đỡ nàng về mặt tinh thần trong thời gian này. Mặc dù Katarina không cho phép bất cứ ai vào phòng nàng, nàng vẫn ít khi ở một mình. Chúa Giêsu đến thăm nàng rất thường xuyên và dạy cho nàng biết những sự thật về Thiên Chúa, về tội lỗi và về sự cứu rỗi. Thường khi ngài đến thăm Katarina với mẹ ngài hay là với những quý khách trên thiên quốc. Có lần Katarina nói với vị linh hướng: "Thưa cha có thể chắc chắn rằng con không hề học biết đường lối của sự cứu rỗi từ loài người, nhưng chỉ từ Giêsu Chúa con, hoặc dưới hình thức của nguồn cảm hứng, hoặc bằng những lời ngài nói với con, như con đang nói chuyện với cha đây." Chúa Giêsu và các vị thánh của ngài không chỉ là những người khách tinh thần đến thăm ngài. Rất nhiều khi, nàng cũng bị bao vây bởi các loài quỷ dữ. Có những ngày nàng đi lễ xong, nhưng sợ không dám trở về phòng, vì nàng biết có từng đám đông quỷ dữ đang đợi chờ nàng, tru tréo nguyền rủa nàng để cho nàng không còn tỉnh trí cầu nguyện. Nhưng nhờ Katarina có một đức tin vững mạnh vào đấng cứu chuộc, cuối cùng các loài quỷ dữ đành phải thua cuộc và để cho nàng được yên thân, không dám đến quấy rầy nàng nữa.
đọc tiếp tiểu sử của Thánh nữ Caterina thành Siena. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi việc Caterina vâng lời Chúa Giêsu hội nhập vào thế gian trở lại. Ba năm sống ẩn dật của Caterina được đánh dấu bằng một biến cố đáng ghi nhớ, một phần thưởng vượt quá sự mong chờ của nàng. Đêm thứ ba trước thứ tư lễ tro của năm 1363, đang khi mọi người tổ chức những bữa tiệc vui chơi, đàn hát, nhảy múa từ trong nhà lan ra khắp đường phố, theo phong tục truyền thống trước khi bước vào mùa chay, Chúa Giêsu đã hiện đến với Caterina trong khi nàng quỳ cầu nguyện âm thầm trong căn phòng vắng. Ngài bảo với nàng, vì yêu thương ta, con đã quên đi sự phù phiếm của thế gian và khinh rẻ niềm hoang lạc của xác thịt. Vì thế đêm nay, ta quyết định cử hành lễ giao ước linh hồn con thuộc về ta trong đức tin như ta đã hứa. Đang khi Ngài nói như thế, thì Đức Maria mẹ Ngài bước vào phòng. Theo sau là Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Phaolô, Thánh Đa Minh và Vua David với chiếc đàn hạt. Trong khi Vua David dạo những điệu nhạc bỗng trầm réo rắt, Đức Maria đưa Caterina đến trước mặt Chúa Giêsu và xin Ngài chấp nhận Caterina thuộc về Ngài trong đức tin. Chúa Giêsu vui vẻ nhận lời, đoạn lấy ra một chiếc nhẫn vàng có nạm kim cương lóng lánh tuyệt đẹp, xỏ vào ngón tay áp út của Caterina và nói, trong đức tin con thuộc về ta, đấng cứu chuộc con. Hãy giữ đức tin này không tì ố cho đến khi con vào nước thiên đàng để vui hưởng nguồn hạnh phúc bất diệt. Từ giây phút này, hãy làm theo lời ta dạy bảo và đừng sợ hãi chi. Vì với một lòng tin vững mạnh, con có thể vượt thắng các kẻ thù và sống hạnh phúc. Sau những lời này, Chúa Giêsu và các chứng nhân trên thiên quốc biến mất, bỏ lại Caterina một mình với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay làm bằng chứng của cuộc viếng thăm của họ. Không ai thấy được chiếc nhẫn này ngoại trừ Caterina. Mỗi lần nàng làm điều gì buồn lòng Chúa thì nó biến mất. Cho đến khi nàng đi xưng tội, thì nó hiện lên lại. Trong khoảng thời gian này, Caterina ao ước được biết đọc để có thể đọc các loại kinh bổn. Nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, dần dà Caterina biết đọc, nhưng nàng không biết đánh vần, và vì thế cũng không thể viết được. Những tác phẩm của nàng để lại là do một người khác ghi chép theo lời đọc của nàng. Từ khi nàng biết đọc, theo lời vị linh hướng của Caterina, nhiều lần Chúa Giêsu đã hiện ra đọc kinh sáng danh với nàng. Những khi ấy, Caterina phải sửa lại lời kinh như sau. Sáng danh Đức Chúa Cha và Ngài là Chúa và Đức Chúa Thánh Thần. Sau cuộc lễ mừng Caterina thuộc về Chúa Giêsu trong đức tin, Chúa Giêsu hàng ngày hiện đến cầu nguyện và ca hát với nàng, cũng như nói cho nàng biết về Thiên Chúa Cha, về vương quốc và đường lối của Ngài. Một buổi sáng nọ, Ngài nói với Caterina về tương lai và những công việc Ngài muốn nàng phải làm. Ngài nhắc cho nàng nhớ hai điều rất quan trọng là yêu Chúa và yêu người anh em. Yêu Chúa là điều duy nhất Caterina đã làm trong nhiều năm qua. Nàng thấy điều này rất dễ thực hiện. Nhưng ý nghĩ phải yêu người láng giềng đã làm cho nàng kinh hãi. Ba năm sống ẩn dật tại gia đình, khép mình trong phòng kín đêm ngày không có tiếng người, ngoại trừ những lúc nàng tham dự thánh lễ, đã làm Caterina quên hết các ý tưởng về loài người. Nàng sợ họ sẽ trở nên quan trọng đối với nàng hơn Chúa Giêsu. Nàng lý luận rằng Thiên Chúa thánh thiện nên xứng đáng được nàng yêu thương. Loài người thì lại không.
Bây giờ Chúa Giêsu bảo nàng phải yêu thương họ. Nàng không biết phải bắt đầu làm sao. Thật ra, Katharina có một khả năng yêu thương người đồng loại tiềm ẩn bên trong mà nàng không nhận biết. Nhưng nó không thể nào qua khỏi cặp mắt của Chúa Giêsu. Vì thế, Ngài khuyến khích Katharina thi hành giới răn yêu thương người anh em. Và Ngài hứa sẽ luôn ở bên cạnh để phù trợ và dìu dắt nàng. Như thế, Katharina được kêu mời bước ra khỏi vỏ ốc của mình, ra khỏi đời sống cầu nguyện và chay tịnh để bắt đầu một cuộc sống mới, cùng hoạt động với những người khác vì lợi ích của giáo hội. Nàng đã chấp nhận sứ mạng này cách thật miễn cưỡng. Hội nhập vào thế gian trở lại là một điều khó. Nhưng Chúa Giêsu đã dìu nàng đi từng bước nhỏ, bắt đầu từ ngày hôm ấy. Vào giờ trưa, Ngài bảo nàng phải vào ngồi ăn chung với gia đình. Đây là điều Katharina đã cố tình tránh né từ nhiều năm nay. Tội nghiệp cho Katharina. Đối với nàng, cải tổ toàn thể giáo hội có lẽ dễ dàng hơn vấn đề nhỏ bé này. Những lời của Chúa Giêsu như những nhát dao nhọn đâm vào tim nàng. Nàng không muốn đánh mất Ngài. Nàng không hề khao khát kết thân với loài người. Hơn thế nữa, nàng cũng không hề khao khát những thức ăn béo bổ. Nhưng từ lúc nhỏ, Katharina đã luyện tập cho mình có một tinh thần từ bỏ để dễ dàng phục tùng thánh ý của Thiên Chúa. Nên giờ đây, nàng đã thành công vượt qua khỏi ý muốn của riêng mình. Nàng đi thẳng lên lầu và ngồi vào bàn với gia đình trong khi mọi người đang ăn uống. Ăn uống đã trở thành cực hình đối với nàng, vì dạ dày của nàng không quen dùng các loại thịt cá. Mỗi lần nể lời cha mẹ mà ăn vào, thì nàng đều nôn mửa ra tất cả. Nàng đã nghĩ về những bữa ăn như là những buổi đi ra pháp trường, vì sự đau đớn chúng đã gây ra cho nàng. Kể từ đó, Katharina dùng bữa hàng ngày với gia đình. Thường xuyên nàng phục vụ các người thân trong bữa ăn. Nàng muốn mọi người thân nhìn thấy nàng đang sống theo cách thức Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống. Ngài bảo họ phải phục vụ người anh em, và nàng nhất quyết thực thi điều này. Với lòng hăng say và nhiệt thành, Katharina quản lý luôn cả việc nấu nướng trong nhà bếp, dọn bữa, rửa chén, giặt đồ, vân vân. Katharina cũng dành ra một số thời gian cho gia đình. Nàng yêu thích nói với họ về Thiên Chúa. Cả đến những tu sĩ Đa Minh đến thăm gia đình nàng cũng ưa thích nghe nàng nói chuyện. Katharina đã lợi dụng dịp này để tuôn ra hết những sự hiểu biết thông thái mà nàng đã đạt được trong 3 năm sống ẩn dật một mình trong phòng kín. Các tu sĩ trẻ đã nhận ra nơi nàng là một bậc thầy cao trọng hơn cả những vị thầy của họ trong chủng viện. Một trong những tu sĩ trẻ lúc đó là linh mục Tommaso Caffarini. Cha đã trở thành người mộ mến Katharina và đã ở bên cạnh nàng trong những thử thách và vinh quang của cuộc đời nàng. Sau khi Katharina qua đời, lòng trung thành của ngài đối với nàng vẫn tiếp tục. Cha đã bỏ ra nhiều năm để thu thập những kỷ niệm của Katharina từ những người quen biết nàng. Cha Caffarini đã kể lại một kỷ niệm kỳ thú về Katharina rằng: lần kia, Katharina tặng tôi một miếng bánh mì do chính tay nàng nướng lấy. Tôi không nghĩ đây là vật để ăn, mà tôi lại cất giữ nó để sau này làm thánh tích. Nói như thế là cha Caffarini đã nghĩ rằng vào lúc đó cha đang ở trong sự hiện diện của một vị thánh phi thường. Sau 3 năm sống như là một ẩn sĩ trong chính gia đình mình, từ năm 13 cho đến năm 16 tuổi, Katharina đã được Chúa Giêsu kêu mời hội nhập trở lại thế gian. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn
theo dõi cuộc sống công khai của Katerina và những giai thoại kỳ thú trong đó. Hồi nhập trở lại vào thế gian, đối với Katerina là một điều rất khó. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo nàng rằng, sống vì Chúa và yêu thương Ngài không thôi chưa đủ, mà nàng còn cần phải sống hòa đồng với tha nhân và yêu thương họ, theo như hai điều răn quan trọng của Ngài là mến Chúa và yêu người. Và Ngài hứa ở cận kề bên nàng để hướng dẫn và trợ giúp. Từ ngày ấy, Katerina không còn khép mình trong phòng kín để cầu nguyện, đánh tội và chay tịnh, nhưng hòa mình vào trong các sinh hoạt thường nhật của gia đình. Căn phòng nhỏ của nàng giờ đây đầy ắp những kẻ ngưỡng mộ nàng. Trong đó có các linh mục Đa Minh và các thành viên cùng dòng ba Đa Minh của nàng. Họ đến để nghe nàng nói về Thiên Chúa. Và những lần như thế, nàng thường xuất thần, toàn thân nhấc bổng lên khỏi mặt đất trước mắt của nhiều người. Katerina cảm thấy xấu hổ về những cuộc xuất thần xảy ra trước mặt mọi người như thế. Có lần nàng nói với vị linh hướng, con không xứng đáng để nói chuyện với họ. Con van nài cha hãy để con đi nơi khác. Nhưng không còn nơi nào khác cho Katerina nữa. Nàng bây giờ đã là người của quần chúng, được kêu mời với một sứ mạng đặc biệt trong thế gian. Katerina bắt đầu lìa khỏi tổ ấm và cùng với các chị em cùng dòng đến với những người anh em đau khổ và cần được giúp đỡ. Nhiều giai thoại về các phép lạ nàng làm cho những người nghèo khổ đã được các người bạn thân thuật lại. Vài mẩu chuyện về phép lạ của rượu. Khi nàng rót rượu trong thùng của cha cho người nghèo, thì số lượng rượu bỗng hóa ra nhiều thêm hơn cả phần nàng đã lấy đi. Một câu chuyện khác nói về một thùng rượu mà cha nàng biết rõ đã cạn từ lâu, nhưng bỗng đầy ắp trở lại với thứ rượu hảo hạng sau khi Katerina lấy từ trong đó ra một ít cho người nghèo. Ở những câu chuyện khác, Katerina làm cho bánh hóa nên nhiều khi nhu cầu của người anh em gia tăng. Cảm động nhất là những câu chuyện trong đó chính Chúa Giêsu hiện ra với nàng dưới hình dạng của một kẻ ăn mày. Ngày kia có một người ăn mày đến nhà thờ xin của bố thí đang khi Katerina cầu nguyện. Nàng không có tiền bạc hay nữ trang để cho người ăn mày, nên nàng tháo cây thánh giá bạc trên sâu chuỗi măng côi và trao cho ông ta. Đêm đó, Chúa Giêsu hiện đến với cây thánh giá bạc. Giờ đây có nạm những viên ngọc quý, và bảo với Katerina rằng, bởi vì nàng đã quảng đại với Ngài, khi Ngài chỉ là một kẻ ăn mày, nên cây thánh giá nạm ngọc này sẽ chờ đợi nàng ở trên thiên quốc. Ở một dịp khác, Katerina thấy một người ăn mày ngồi ngủ gà ngủ gật trong con hẻm tối gần bên phòng của nàng. Nàng lấy một ổ bánh mang ra biếu cho ông ta. Nhưng ông ta cho nàng biết, vấn đề của ông ta không phải là đói mà là lạnh. Ông ta cần một tấm áo choàng. Katerina liền lấy tấm áo choàng đen của bộ áo dòng ba Đa Minh tặng cho ông ta. Tấm áo đó nàng rất quý trọng. Người ăn mày đó liền biến thành Chúa Giêsu, và phần thưởng cho lòng quảng đại của nàng là không bao giờ nàng cảm thấy lạnh cho đến cuối cuộc đời. Katerina phục vụ những người bệnh tật cũng như những người nghèo. Nàng đặc biệt kiếm tìm những người hấp hối để cho họ tình thương mà nàng hằng mong ước được cho Chúa Giêsu. Nhưng vì Ngài không thể nhận được, nên nàng cho những người mà Ngài quý trọng nhất, đó là những người đau khổ. Có một người đàn bà kia tên là Cheka, mắc bệnh phong cùi và bị mọi người xa lánh. Katerina đã thường xuyên thăm viếng và săn sóc các vết lở loét hôi hám của bà ta. Mẹ nàng hết lời can ngăn vì sợ nàng vương mắc chứng bệnh truyền nhiễm đáng kinh tởm này. Nhưng Katerina đã trấn an mẹ. Đừng sợ mẹ à. Những gì con làm cho người đàn bà bất hạnh này là con làm cho Chúa.
Vì thế, Ngài sẽ không để cho con bị khổ đâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, những vết lở trăng trắng nổi lên đầy hai bàn tay của Katarina. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cơn bệnh đang tấn công nàng. Katarina không nao núng và vẫn tiếp tục săn sóc cho Cheka. Khi người đàn bà này qua đời, thì cũng chính Katarina một mình tẩm liệm và mai táng. Khi hành động bác ái cuối cùng vừa chấm dứt, thì những vết lở cũng biến mất khỏi đôi bàn tay của Katarina, nhường chỗ cho một đôi bàn tay xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Một người đàn bà khác tên là Andrea, chị em cùng dòng với Katarina. Bà ta mắc chứng bệnh ung thư ngực và được Katarina tận tình chăm sóc. Không biết ơn Katarina thì thôi, bà ta lại còn bịa đặt ra nhiều chuyện xấu xa để nói về nàng. Đáp lại những lời vu khống trên, Katarina luôn nhẫn nhục và tin tưởng, để rồi cuối cùng Thiên Chúa phải ra tay can thiệp. Ngài cho Andrea nhìn thấy Katarina được tuyên dương trong ánh hào quang chói lòa trên thiên quốc. Từ ngày đó, Andrea thay đổi tánh tình và trở thành người nâng đỡ Katarina nhiều nhất. Bà luôn tìm dịp để nói cho mọi người biết những lời bà đã nói về Katarina trước kia chỉ toàn là những lời bịa đặt. Sau khi Andrea thay đổi tâm tánh, ngày kia, Katarina mở vết lở loét ở ngực của bà ta ra để thay băng mới cho bà. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, cộng với lớp máu mủ nhầy nhụa chảy ra làm cho Katarina lợm giọng muốn ói mửa. Nhưng nàng đã kịp kìm hãm vì sợ làm buồn lòng Andrea. Quá tức giận chính con người mình đã có những hành vi như thế, nên sau khi băng bó vết thương của Andrea xong, Katarina đã cầm lấy chén máu mủ uống cạn. Khi chất bẩn vừa qua khỏi cuống họng nàng, thì cảm giác gớm ghiếc cũng tan biến hết trong lòng của Katarina. Sau này nàng kể lại với vị linh hướng rằng, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chưa hề ăn hoặc uống một thứ gì ngon ngọt đến như thế. Và Katarina còn đi xa thêm một bước nữa là úp mặt vào trong vết lở đã làm cho nàng ghê tởm và nhận ra rằng nó không còn hôi thối nữa, nhưng trái lại có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Đêm đó, đang khi nàng quỳ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hiện ra ca ngợi Katarina, đã biết để cho tình yêu nồng nàn vượt thắng bản năng của con người mình. Đoạn, Chúa Giêsu mời nàng uống lấy dòng nước từ vết thương ở cạnh sườn người. Suối nguồn của sự sống chảy ra và nói, hãy uống, con gái của cha, nguồn nước ở cạnh sườn cha, và do bởi việc uống nước này, linh hồn con sẽ tràn ngập niềm vui sướng và điều thiện hảo, mà vì yêu thương ta, con đã quên mình. Raymond, vị linh hướng của Katarina bảo, Ngài đã nhìn thấy biến cố phi thường trên đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Kể từ khi Katarina uống chất nước từ vết thương của đấng cứu chuộc, linh hồn nàng tràn ngập ân sủng và chảy trào tràn ra khắp cơ thể nàng, đến độ nàng không còn cần thức ăn chi nữa cả. Phục vụ Thiên Chúa và yêu thương Ngài qua những kẻ nghèo khổ, bệnh tật, đã được thánh nữ Katarina thành Siena hết lòng thực hiện, sau khi nàng được Chúa Giêsu kêu mời từ bỏ nếp sống ẩn dật và trở lại với thế gian. Đây là việc bác ái truyền thống dành cho nữ giới ở vào thế kỷ thứ 14. Nhưng giờ đây, Katarina lại vượt ra khỏi giới hạn này để dấn thân vào một công việc khác của Chúa. Đó là hoán cải những người tội lỗi và hòa mình vào trong thế giới của nam giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi dưới đây. Cho đến lúc này, ngoài các ơn lạ như xuất thần bay bổng lên không, làm cho rượu và bánh hóa ra nhiều,
Thánh nữ Katarina còn được Thiên Chúa ban cho ơn nhìn thấu tâm lòng mọi người, kể cả những người nàng chưa từng gặp mặt. Khả năng nhìn thấu tâm lòng mọi người đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của Katarina, là nền tảng vững chắc để xây dựng tình thân hữu. Nàng bảo với Raymond, vị linh hướng của nàng, rằng con không còn để ý đến những động tác của những người xung quanh con nữa. Con mãi mê đọc tâm lòng họ mà không còn chú ý đến thân xác của họ nữa. Trong khoảng thời gian này, Katarina đã hoán cải được rất nhiều người tội lỗi cứng lòng trở lại trong giờ phút chót. Như chuyện hai người tử tội gian ác bị đem ra hành quyết. Trên đường đi đến pháp trường, họ không ngừng nguyền rủa Thiên Chúa và các thánh. Thế mà Katarina lại bầu cử cho họ. Nàng cầu nguyện rằng, con biết hai người đàn ông này đáng tội chết, nhưng như tên trộm lành bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa, và Chúa đã xót thương anh ta, hứa rằng Chúa sẽ gặp anh ta trên thiên đàng ngày hôm đó. Xin Chúa hãy nhìn lại những tạo vật đáng thương này và hoán cải trái tim chai đá của họ, để họ không phải chết lần thứ hai. Linh mục Raymond kể lại rằng, để đáp lại lời cầu xin của Katarina, Thiên Chúa đã cho nàng được theo chân hai người tử tù này đến pháp trường trong tinh thần, để được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra với họ dưới hình dạng Ngài bị treo trên thập giá vào ngày thứ sáu tuần thánh năm xưa, với thân hình bê bết máu. Ngài nhìn thẳng vào mắt hai người tử tội này, và đột nhiên họ thấy lòng mềm nhũn ra. Nhận thức được mình là những người tội lỗi, họ yêu cầu được gặp một vị linh mục trước khi chết, và sau đó vui vẻ đi ra pháp trường như đi dự tiệc cưới. Ở nhà, Katarina đã thở phào nhẹ nhõm vào giờ họ chịu án tử hình. Lạy Chúa con, hôm nay họ sẽ ở với Ngài trên nước thiên đàng. Câu chuyện khác nói về một người đàn ông tội lỗi, cờ bạc rượu chè, và có những cử chỉ bất kính với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Người này tên là Andrea de Belanti. Lúc bấy giờ, vị linh hướng của nàng là Tommaso della Fonte. Nghe cha Tommaso thuật lại chuyện người đàn ông này sắp chết nhưng vẫn còn cứng lòng, Katarina đã khóc lóc suốt đêm cầu nguyện cho người đàn ông này. Sáng hôm sau, Andrea xin gặp vị linh mục, bởi vì đêm trước đó, ông ta thấy Chúa Giêsu và Katarina hiện ra và buộc ông ta phải đi xưng tội. Câu chuyện được đồn đãi khắp thành phố Siena là Andrea đã ăn năn tội, lãnh nhận các bí tích và chết lành. Về phần Katarina, tuy nàng chưa biết mặt Andrea hay đến nhà ông ta, nhưng nàng có thể miêu tả Andrea và căn phòng của ông ấy không sót một chi tiết. Tiếng tăm về sự thánh thiện của Katarina càng ngày càng hơn. Mọi người đều biết về nàng qua danh hiệu người đàn bà thánh thiện. Họ bảo rằng khi nàng nói với Chúa thì Ngài lắng nghe. Thế nên, khi họ muốn chắc chắn là Thiên Chúa lắng nghe những vấn đề của họ, thì họ đều nhờ Katarina nói giúp họ. Và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào những câu chuyện kể trên hay là vào Katarina. Cũng có những người chống đối nàng công khai, tuy rằng họ chưa bao giờ gặp mặt nàng hay là nghe nàng giảng dạy. Và Thiên Chúa lại phải ra tay can thiệp soi sáng tâm lòng họ, để rồi cuối cùng họ lại trở thành những người sùng mộ nàng hơn bất cứ ai. Katarina đã bước vào thế giới của nam giới, và nàng đã làm cho họ phải lóa mắt. Phụ nữ vào thời của nàng chỉ quanh quẩn những chuyện trong nhà. Katarina đã lớn lên với những giới hạn này, và khi Chúa bảo nàng ra ngoài thế gian để phục vụ Ngài, phản ứng đầu tiên của nàng là, con không thể làm điều đó được vì con là đàn bà. Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận giới hạn này. Ngài bảo với nàng, đối với ta không có đàn ông hay đàn bà. Thế rồi tháng này qua năm nọ, Ngài dìu dắt nàng từng bước một trong cuộc sống mới. Trong đó người đàn bà có thể đi về tự do như một người đàn ông. Trong đó họ có thể nói chuyện hoặc tranh luận với nam giới một cách bình đẳng.
Katarina lúc bấy giờ đã được 24 tuổi và không hề chính thức được đi học ở trường. Vậy mà những người đàn ông thông thái đã gọi nàng làm mẹ và chấp nhận để cho nàng làm linh hướng. Cả đến cha giải tội và cha linh hướng của nàng lúc đó là cha Tommaso della Fonte và Tommaso Caffarini đã coi như họ là những người con tinh thần của nàng. Linh mục Raymond nhận định rằng người ta bảo Katarina học được nhiều điều kỳ diệu từ các tu sĩ, nhưng ngược lại, chính họ đã học được từ nơi nàng. Câu hỏi làm sao Katarina đạt được cho mình kiến thức về Thiên Chúa và Thánh Kinh đã trở thành đề tài sôi bổng của nhiều cuộc tranh luận. Nhiều nhà trí thức trong giáo hội không thể tin rằng một cô gái vô học mà lại có thể biết được những điều cao trọng ấy. Còn người dân thường thì đồn đãi những điều xấu xa về nàng. Họ đặt nghi vấn về những quan hệ giữa nàng và các tu sĩ. Nhiều người ngạc nhiên về cuộc chay tịnh trường kỳ của nàng. Họ nghi ngờ là nó không thật và có lẽ nàng đã ăn cách lén lút. Trong giáo hội và cả trong dòng Đa Minh, cùng cách sống của Katarina đã không được nhìn nhận. Chỉ việc nàng rước lễ hầu như hằng ngày đã là một đề tài tranh luận khác. Thời bấy giờ người ta tin rằng việc rước mình Thánh Chúa thường xuyên sẽ tạo sự bất kính trong tâm lòng của người tín hữu. Dĩ nhiên, điều này không đúng đối với trường hợp của Katarina. Nhưng các giám mục và linh mục cũng viện dẫn lý do đó mà không cho nàng rước lễ. Các tu sĩ phục vụ tại nhà thờ chính tòa ở Siena thì có những vấn đề đặc biệt với Katarina. Mỗi lần nàng tiến lên cung thánh để rước lễ, nàng thường lớn tiếng khóc than. Sự việc này đã làm cho các tín hữu khác bị chia trí rất nhiều. Rồi sau khi rước lễ, nàng lại xuất thần, làm cho mọi người bị chia trí thêm lần thứ hai, tạo nên những đám đông hiếu kỳ trong nhà thờ và làm ngăn trở việc thờ phượng. Những cuộc xuất thần có khi kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, qua khỏi giờ đóng cửa nhà thờ. Hơn một lần, các nhân viên phục vụ trong nhà thờ phải khiêng nàng ra đường, còn hơn là mở cửa nhà thờ để đợi nàng ra khỏi cơn xuất thần, trở lại trạng thái bình thường. Katarina chấp nhận những điều phiền muộn này và xem như chúng được Chúa Giêsu gửi đến để kiện cường nàng trong đức tin. Nàng càng xuất hiện trước công chúng nhiều bao nhiêu, thì các tai tiếng xấu xa nàng phải mang lấy nhiều bấy nhiêu. Những vị có trách nhiệm trong giáo hội và trong dòng Đa Minh cảm thấy cần được Katarina trả lời cho một số câu hỏi nếu nàng cứ tiếp tục cuộc sống công khai như thế này. Các câu hỏi quan trọng này có liên quan đến việc chay tịnh và kiến thức về Thiên Chúa của nàng. Đây có thực sự là những đặc ân của Thiên Chúa hay đây chỉ là việc làm của Satan? Vâng lời Chúa Giêsu hội nhập vào thế gian trở lại. Sau 3 năm sống ẩn dật trong gia đình, thánh nữ Katarina thành Siena đã được nhiều người sùng mộ qua những công việc bác ái trong đời sống công khai của nàng. Song song với lòng sùng mộ này, Katarina cũng gặp nhiều sự chống đối không nhỏ đến từ mọi phía. Trong bài hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phản ứng của dòng Đa Minh về đời sống hoạt động công khai của Katarina, cũng như việc nàng được in năm giáo thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại là thánh nữ Katarina là thành viên dòng Ba Đa Minh năm nàng 16 tuổi. Vì thế, khi sự chống đối nàng ngày một gia tăng, các vị có trách nhiệm trong giáo hội cảm thấy cần được nàng trả lời cho một số những thắc mắc. Vào mùa xuân năm 1374, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh đã cho đòi Katarina ra trình diện trước tổng công hội của dòng tại Florence. Các học giả uyên bác, các nhà thần học lỗi lạc của dòng đã tra vấn nàng hàng giờ. Họ hỏi nàng về việc chay tịnh trường kỳ và các kiểu hành xác của nàng. Về kiến thức, về giáo lý, làm sao nàng có thể đạt được, tuy nàng chưa từng cấp sách đến trường. Rồi họ bảo nàng chú giải nhiều đoạn thánh kinh và những điểm chính yếu trong nền thần học. Họ không chú ý gài bẫy nàng,
như một vài nhà thần học mà nàng gặp gỡ trước đây. Họ cố gắng để hiểu nàng. Họ đã hỏi nàng về nhiều vấn đề, nhưng họ cũng chăm chú lắng nghe những câu trả lời của nàng. Để rồi cuối cùng, họ đã kết luận giống y như những người bạn của nàng đã biết từ lâu trước là Katharina là một người đàn bà thánh thiện được Thiên Chúa ban cho những đặc ân và quyền lực ngoại thường. Họ tuyên bố là nàng được quyền rao giảng công khai và khuyến khích nàng tiếp tục làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Liền sau cuộc điều tra nói trên, Dòng Đa Minh lập tức gửi Raymond thành Capua, một linh mục tài giỏi nổi tiếng, đến Siena làm vị linh hướng và giải tội cho Katharina. Từ trước đến nay, vị linh hướng và vị giải tội của Katharina là linh mục Tommaso della Fonte và linh mục Tommaso Caffarini. Nhưng khả năng của Katharina trỗi vượt hơn họ về nhiều mặt, nên họ không thể tiếp tục hướng dẫn nàng được nữa. Sự hiện diện của cha Raymond Capua trong đời sống của Katharina đã đem lại sự tín nhiệm cho nàng, không những trong giáo hội ở tại Siena, mà cả ở bên ngoài nữa. Kết quả cuộc tổng công hội của dòng Đa Minh ở Florence không phải là để làm cho Katharina im lặng hay là vạch mặt nàng là một người theo dị giáo, nhưng là để nâng nàng lên trước mặt giáo hội hoàng vũ như là một người đàn bà thánh thiện, cũng như một người có thể làm được nhiều phép lạ cả thể. Katharina vui mừng trở lại Siena, thì gặp lúc nạn dịch tả đang hoành hành tại đây, cướp đi hết 1/3 dân số. Trong dịp này, Katharina đã phục hồi sự sống cho nhiều người hấp hối chỉ bằng cách đặt tay trên đầu họ. Sau khi nạn dịch tả lắng dịu vào cuối mùa hè năm đó, Katharina mới có dịp gặp gỡ vị linh hướng mới. Nàng đã nói với ngài thật nhiều điều về Thiên Chúa và loài người, về tội lỗi và ân sủng. Làm như đã từ lâu lắm, nàng không gặp được người tri kỷ để tâm sự vậy. Những mẩu chuyện về các cuộc xuất thần, các thị kiến, nhiều đến độ làm cho cha Raymond khó chịu và không thể nào tin được. Đến khi nhìn vào mặt Katharina, cha chỉ thấy bộ mặt của Chúa Giêsu. Ngài thẳng thốt kêu lên, "Ai đây? Ai đang nhìn tôi đây?" Katharina đáp, "Đó chính là Ngài." Chừng đó, cha Raymond mới hiểu là Katharina đã không đánh lừa mình, nhưng nàng thật sự là vị tông đồ của Chúa Giêsu. Từ đó cha đã trở thành người bên đỡ Katharina trung thành nhất. Với cha Raymond bên cạnh, để lắng nghe và cố vấn, cuộc sống của Katharina bắt đầu thay đổi. Nàng không còn là người đàn bà thánh thiện của thành Siena, nhưng của toàn vùng Tuscania. Nàng vẫn tiếp tục công việc săn sóc các người nghèo khổ và bệnh tật, cũng như cầu cho các người tội lỗi ăn năn trở lại. Bất cứ nơi đâu nàng đến là có từng đám đông xuất hiện. Người ta nhìn nhận nàng là người đàn bà thánh thiện được Thiên Chúa ban cho một quyền lực đặc biệt. Không ai thấy nàng ăn bao giờ. Nàng thường xuất thần và bay bổng khỏi mặt đất. Đây là những điều bí ẩn và là những dấu hiệu thánh thiện không thể chối cãi được. Ngoài ra, nàng còn làm nhiều phép lạ nữa. Vào thời Chúa Giêsu cũng như ở thời các thánh tông đồ, phép lạ thường tụ tập những đám đông. Cùng những điều như thế đã xảy ra vào thời của Katharina. Nàng được mời đến giảng dạy khắp các miền Tuscania và Lombardia. Những lời giảng dạy của nàng có hiệu quả đến độ ba vị linh mục phải đi chung với nàng để giải tội. Theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha, ba vị linh mục này được ban quyền tha tội đặc biệt mà thông thường phải cần đến sự miễn xá của vị giám mục. Từng hàng người nối đuôi nhau chờ được xưng tội kéo dài từ trong nhà thờ ra đến ngoài đồng. Các vị linh mục ngồi giải tội từ sáng sớm cho đến mờ tối, không có giờ để ăn. Đây là những năm tháng hạnh phúc trong cuộc đời của Katharina. Tuy sức khỏe của nàng ngày một yếu kém đi, nhưng nàng vẫn tiếp tục đi khắp nơi để giảng dạy và hoán cải những người tội lỗi. Về mặt tinh thần, nàng cũng phát triển thêm và nhận được nhiều ơn phi thường từ Thiên Chúa.
Từ thời thơ ấu, Catharina đã được Chúa Giêsu kêu mời sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Ngài chuẩn bị nàng cho mỗi giai đoạn trong cuộc sống kết hiệp này. Trước tiên, Ngài cho nàng nhìn thấy Ngài trong một thị kiến năm nàng lên 6 tuổi. Đến năm 13 tuổi, Catharina sống đời ẩn sĩ, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong tinh thần và được Ngài ban tặng một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp mà chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy. Rồi sau đó Chúa Giêsu cho nàng chiếc mão gai. Nàng nhận lấy nó như dấu hiệu sự từ bỏ cuộc sống an nhàn và chọn cuộc sống khổ đau vì Ngài. Kế đó xảy ra biến cố, Chúa Giêsu lấy đi quả tim của nàng và thay quả tim của Ngài vào đó vài ngày, để nàng biết yêu thương anh em của Ngài. Phi thường nhất là việc Catharina được in năm dấu thánh trong một lần đi truyền giáo ở Pisa. Cha linh hướng của nàng cũng có mặt nơi đó. Ngài vừa dâng lễ xong thì đột nhiên Catharina xuất thần. Gương mặt nàng ngời sáng như có một ngọn lửa ở bên trong. Đoạn nàng rùng mình và ngã sóng xoài trên mặt đất. Vài phút sau, Catharina tỉnh lại và nói với cha Raymond. Thưa cha, con phải nói cho cha biết, do bởi lòng nhân từ của Chúa mà giờ đây con được in năm dấu thánh của Ngài. Con thấy Chúa nhìn con đang khi Ngài bị treo trên thập giá. Đột nhiên, con thấy năm tia hào quang chói lòa từ năm vết thương của Ngài xẹt vào người con, hướng vào hai tay, hai chân và trái tim con. Nhận thức được ý nghĩa kỳ diệu này, con la lên. Con van nài cha, đừng để các dấu này tỏ lộ ra bên ngoài thân xác con. Các dấu thánh này đã gây đau đớn triền miên trong thân xác của Catharina. Vài người môn đệ của nàng kể lại là sau khi nàng qua đời, năm dấu thánh mới hiện ra bên ngoài. Bốn dấu thánh ở hai tay và hai chân không phải là những vết trầy ngoài da, nhưng là những lỗ hổng như có vật gì đã đâm xuyên qua. Mà nếu chúng ta để một ngọn đèn cầy ở phía sau, chúng ta có thể thấy được ánh sáng xuyên qua các lỗ hổng đó. Còn vết thương thứ năm, theo lời Catharina nói lại với cha linh hướng, là ở trong tim của nàng, chứ không phải ở bên cạnh sườn như của Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang nói về cuộc đời của thánh nữ Catharina thành Siena thuộc thế kỷ thứ 14, một người đàn bà đã được Thiên Chúa ban cho quá nhiều đặc ân, kể cả việc làm được nhiều phép lạ và được in năm dấu thánh. Thế người đàn bà thánh thiện này đã có một cuộc sống như thế nào? Nàng có bạn bè thân thiết không? Hay là chung quanh nàng chỉ toàn là những kẻ chạy theo nàng vì các phép lạ nàng làm? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sinh hoạt trong một ngày sống của thánh nữ Catharina. Sau lần ra đi truyền giáo ở Pisa, Catharina trở lại Siena mang theo năm dấu thánh vô hình mà mắt phàm không thể nhìn thấy được. Cơn đau đớn của năm dấu thánh đã làm cho nàng suy yếu rất nhiều, nhưng niềm vui mà những người bạn thiết cùng dòng Ba Đa Minh mang lại và viễn tượng sẽ được nhận lấy thánh thể đã mang lại sức sống cho Catharina vào mỗi buổi mai thức giấc. Rước lấy thánh thể là biến cố chính yếu trong ngày sống của Catharina. Nhiều năm trời, nó đã là thực phẩm duy nhất của nàng. Nó đã nuôi sống cơ thể và linh hồn nàng, và nàng đói khát nó với cả hồn lẫn xác. Khi các linh mục từ chối không cho nàng rước thánh thể thường xuyên, điều này đã làm cho nàng thật đau đớn. Các linh mục tại nhà thờ chính tòa San Domenico đã không mấy hoan nghênh sự hiện diện của Catharina trong thánh lễ, cả sau khi cuộc điều tra của dòng Đa Minh về Catharina tại Tổng Công hội của dòng ở Florence đã hoàn tất tốt đẹp. Cho đến các vị bề trên của nàng cũng không đồng ý việc nàng rước thánh thể hàng ngày, nên cũng không cổ võ nàng trong vấn đề này. Luật của họ là Catharina chỉ được rước lễ từ vị linh hướng mà thôi.
và nếu ngài bận đi công tác hay là bệnh hoạn, thì Katharina phải chờ cho đến khi ngài có thể làm được. Raymond, vị linh hướng của nàng, là người hiểu rõ nhu cầu của nàng nhất. Chỉ cần Katharina bảo với ngài, cha ơi, con đói, là ngài lập tức dàn xếp một thánh lễ nếu có thể được. Sau này khi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, vị giáo hoàng cuối cùng ở Avignon, Pháp Quốc, biết về nàng và các nhu cầu tinh thần của nàng, đã ban cho nàng một sắc lệnh được phép rước lễ hàng ngày, và cả đến việc lập một bàn thờ ngay trong phòng nàng, để vị linh mục có thể dâng thánh lễ ở đó nếu nàng không thể đi đến nhà thờ được. Nhiều chuyện lạ đã xảy ra cho Katharina trong thánh lễ. Nàng cho biết là thường thấy nhiều thị kiến, đặc biệt là trong phần truyền phép. Có khi nàng thấy Chúa Giêsu trong sắc phục của vị linh mục, lặp lại những lời trong bữa tiệc ly, hay là khi vị linh mục đưa mình Thánh Chúa lên cho mọi người chiêm ngắm, thì nàng thấy Chúa Giêsu hài đồng trong tay ngài. Một ngày kia, để thử nàng, một linh mục đã cho nàng rước bánh thánh chưa truyền phép. Biết thế, Katharina liền nói cho ông ta biết điều không phải ông ta đã làm cho một người đói khát mình máu Chúa Kitô. Những vị linh mục dâng lễ cho nàng thường xuyên cũng được chia sẻ các kinh nghiệm phi thường với nàng. Vài vị cho biết mình Thánh Chúa di động về phía nàng. Vài vị khác thì nói mình Thánh Chúa cúi đầu về hướng nàng và kéo bàn tay họ đi theo. Raymond Capua, vị linh hướng của nàng cho biết, có ngày mình Thánh Chúa di động từ bàn thờ xuống đến chỗ nàng ngồi. Nhiều khi họ không còn nhận diện được nàng nữa vì gương mặt nàng biến đổi quá nhiều. Nhiều khi họ thấy nàng được tuyên dương trong ánh hào quang ngời sáng. Sau mỗi lần rước lễ, Katharina thường xuất thần. Nếu nàng ở trong nhà thờ, thì các bạn của nàng sẽ ở bên cạnh để đợi đến khi nàng tỉnh lại và đem nàng về nhà. Các cuộc xuất thần thường làm cho Katharina mệt nhoài. Thật thế, từ lúc còn là một đứa bé lên 6 lên 7, Katharina đã nhiều lần kinh nghiệm những cuộc xuất thần khi cầu nguyện một mình trong hang động như một ẩn sĩ. Và sau mỗi lần xuất thần, nàng yếu sức đến độ không thể đi về nhà được. Giờ đây, tuổi đã gần 30, cộng với những năm dài chay tịnh và hành xác, đã làm cho sức lực nàng suy yếu rất nhiều. Nàng cần thời gian tĩnh dưỡng trên giường lâu hơn, và sau đó chỉ có thể làm các công việc nhẹ với chị em cùng dòng, như cầu nguyện, chuyện trò hoặc nấu nướng. Cũng như Chúa Giêsu, Katharina có những người bạn trung tín luôn theo nàng đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào để săn sóc cho các nhu cầu cá nhân của nàng. Có người đã bỏ lại ruộng vườn, tài sản cho người khác trông coi để đi theo nàng, hoặc là đặt để tài sản của họ dưới quyền sử dụng của Katharina. Katharina tin rằng Thiên Chúa đã ủy thác các bạn nàng cho nàng, nên nàng không muốn đánh mất một ai. Nàng cầu nguyện cho phần rỗi của họ hàng ngày, cũng như để ý chăm sóc sức khỏe linh hồn của họ. Về phần các bạn nàng, họ đã học được rất nhiều điều, và ngày càng cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa hơn. Ít người có thể hãnh diện vì có nhiều bạn và được yêu thương nhiều như Katharina. Cô gái nhỏ sống ẩn dật khi xưa, không biết cách làm bạn với ai, giờ đây đã học được rất nhiều. Vậy mà nàng luôn luôn cảm thấy không dễ dàng gì để làm một người bạn, không dễ dàng gì sống với những người chung quanh. Nàng đã bảo với vị linh hướng rằng nàng đã phải cầu nguyện thật nhiều để xin ơn biết sống yêu thương anh chị em đồng loại. Đối với nàng, đây là điều rất khó. Người bạn mà nàng yêu thích nhất chỉ là Chúa Giêsu mà thôi. Xa ngài, xa đời sống cầu nguyện để sống chung đụng với loài người, nàng như là bị đi đày vậy. Nhưng nàng phải làm theo lời ngài dạy bảo, chứ thực tâm nàng chẳng hề muốn như thế. Trong tác phẩm nổi tiếng Katharina đã để lại cho hậu thế có tựa đề là Cuộc Đối Thoại, nàng đã định nghĩa tình bạn tri kỷ như sau. Tình thương làm cho hai thân xác chỉ có một linh hồn. Và nếu hai linh hồn đã trở nên một,
thì không còn gì để giấu giếm nhau nữa. Đó chính là thứ tình yêu Catarina dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu đã biến đổi nàng hóa ra Ngài. Cả đời nàng đã sống rập theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Ngoài các chị em cùng dòng ra, bên nam giới có hai người đàn ông có thể nói là thân thiết nhất của Catarina và có thể cho nàng những gì nàng cần. Người thứ nhất là vị linh hướng của nàng, linh mục Raymond Capua. Cha Raymond làm linh hướng cho nàng chỉ có 6 năm, và trong khoảng thời gian này, ngài thường vắng mặt vì bận đi công tác cho Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng cha đã có một ảnh hưởng to lớn trong đời sống của Catarina. Người bạn thứ hai tên là Stephen Marconi. Stephen đã thức trắng nhiều đêm bên cạnh Catarina, trong khi những người bạn khác đã yên giấc để viết thư giùm nàng. Catarina không biết viết nên nàng phải nhờ người khác viết lên các tư tưởng của nàng. Ban đầu, các lá thư của nàng chỉ có tính cách cá nhân với bạn bè. Dần dà, chúng đưa nàng vào một việc làm khác để phục vụ Thiên Chúa và giáo hội, khi nàng xen mình vào các chuyện chính trị trong hội thánh và của Đức Giáo Hoàng. Catarina đã thức những đêm dài đọc cho người khác viết. Nàng cầu nguyện, rồi lại đọc, rồi lại cầu nguyện nữa. Cứ thế, có những đêm nàng đọc cho 5 người đàn ông viết những bức thư khác nhau. Một đoạn cho người này, đoạn khác cho người kia. Nhiều khi nàng đọc trong khi đang xuất thần. Nhiều đoạn trong tác phẩm cuộc đối thoại đã được ghi lại theo cách này. Một người lúc nào cũng sẵn sàng giấy viết trên tay để ghi lại những lời của nàng thốt lên trong khi cầu nguyện. Rồi khi bình minh đến, Catarina cảm thấy mệt nhoài vì trải qua một đêm dài làm việc. Nàng sẽ nghỉ ngơi ít phút, rồi lại chuẩn bị rước lấy thánh thể để có thêm nghị lực phục vụ Thiên Chúa trong một ngày mới. Tiểu sử của thánh nữ Catarina thành Siena. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi việc thánh nữ Catarina chiến đấu chống lại sự thối nát trong giáo hội. Tiếng đồn về sự thánh thiện và những hoạt động truyền giáo của Catarina ngày một lan rộng đến tai hai tu sĩ nọ. Người thứ nhất là thầy Gabriel thành Volterra, một nhà thần học lỗi lạc và bề trên tỉnh dòng anh em hèn mọn. Người thứ hai là linh mục Joan Tantucci, cũng là một nhà thần học nổi tiếng và bề trên dòng các ẩn sĩ Augustino. Cả hai tuy là bề trên của những dòng khổ tu, nhưng họ lại có một cuộc sống xa hoa còn hơn bậc thượng lưu. Phòng ốc của họ trưng bày toàn các bức tranh và tượng điêu khắc quý giá. Họ ngủ trên giường với niệm ấm chăn êm và ăn toàn là các thức ăn béo bổ. Các hoạt động truyền giáo của Catarina làm cho họ rất khó chịu, vì họ biết rõ nàng là người vô học thì làm sao có thể giảng giải những điều cao trọng của Thiên Chúa cho loài người. Và do đó họ đâm ra ngờ vực những phép lạ của Catarina. Thật ra, mối quan tâm của hai tu sĩ này không phải là không có nền tảng. Vào thời đó, nhiều tín hữu vẫn còn rất ngây ngô trong việc giảng dạy của giáo hội. Các linh mục không được huấn luyện kỹ càng. Họ chỉ được dạy cho một số tiếng Latin để dâng thánh lễ và ban các bí tích. Nhưng họ thường không là những nhà thần học lỗi lạc. Trong bầu khí ngu dốt này, thì những lời giảng dạy của một người theo dị giáo có ảnh hưởng rất sâu rộng. Thế là hai tu sĩ nọ quyết định tìm đến Catarina một buổi chiều kia, không phải là để nghe nàng giảng dạy, nhưng là để vạch trần sự dốt nát của nàng và làm nhục nàng trước đám môn sinh, chấm dứt những tháng ngày giảng dạy của nàng cho mãi mãi. Nhưng mưu đồ đen tối của họ đã bị thất bại,
và họ đã trở nên hai con cá ngon lành nằm gọn trong mẻ lưới cá người của Katarina. Sau khi lắng nghe hai người đàn ông thông thái chất vấn nàng đủ điều, Katarina mới chậm rãi trả lời. Làm sao quý vị có thể hiểu được những gì thuộc về nước của Thiên Chúa? Quý vị chỉ sống vì thế gian và tìm danh lợi của loài người. Sự học rộng biết nhiều của quý vị chẳng giúp ích gì cho quý vị hay là cho người khác. Nó chỉ làm hại quý vị, bởi vì quý vị chỉ tìm cái vỏ bên ngoài chứ không phải ruột. Rồi nhìn thẳng vào mặt thầy Gabriel, Katarina nói như ra lệnh. Là người con tinh thần của Thánh Francisco thành Assisi, sao thầy lại có thể sống như thế được? Vì công nghiệp của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thầy hãy từ bỏ nếp sống này đi. Thầy Gabriel Volterra im lặng một lúc, đoạn quỳ sụp dưới chân nàng, và lấy trong túi sâu chìa khóa trao cho Katarina và nói, có ai ở đây có thể đến phòng tôi lấy hết những gì của tôi chăng? Tôi không còn muốn những gì nữa hết, ngoại trừ bộ đồ tôi đang mặc trên người và quyển kinh nhật tụng mà thôi. Xin hãy cho hết tất cả cho người nghèo. Tôi sẽ từ bỏ nếp sống này và theo chân cha thánh Francisco của tôi cho đến chết. Tu sĩ Francisco nói trên đã canh tân cuộc sống như lời đã hứa. Ngài đã từ bỏ tu viện, nơi ngài làm bề trên tỉnh dòng, để đến Florence, sống những ngày còn lại với việc phục vụ các anh em trong nhà bếp. Còn linh mục Gioan Tăng Tucci cũng hối hận và bán đi tất cả những gì mình có để lấy tiền cho người nghèo, rồi theo chân Katarina đi truyền giáo ở Avignon và Roma. Tuy nhiên, Gioan và Gabriel không chỉ là những tu sĩ sống đời xa hoa và lãng quên ơn gọi của họ. Tính kiêu căng và lòng ham muốn đã là một thứ sâu mọt đục khoét giáo hội vào thế kỷ thứ 14. Trong một lá thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, Katarina đã viết rằng, nhiệm vụ cao cả nhất mà Thiên Chúa mong đợi ở nơi ngài là canh tân hội thánh. Chính Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cũng đã sống trong thế giới xa hoa và phù phiếm. Ngay tòa của ngài ở Avignon, Pháp Quốc, đã không phản chiếu sự khó nghèo. Ngược lại, nó là nơi mà các vị giáo hoàng và cố vấn của họ sống trong sự giàu sang không thể tưởng tượng được. Họ đã sử dụng quyền hành cho lợi ích cá nhân, cho gia đình và bạn bè của mình. Từ khi ngay tòa Phaero từ Roma dời về Avignon năm 1309, sự lạm dụng quyền hành của các vị giáo hoàng mới bị khám phá. Việc dời chỗ này bắt đầu dưới thời của Đức Clemente Đệ Ngũ. Cuộc nội chiến và cách mạng đã làm cho Roma không còn đất sống. Các vị giáo hoàng có thể bị bắt cóc và bị đánh đập trong một cuộc nổi dậy ở Roma. Đức Clemente Đệ Ngũ muốn tìm nơi yên ổn cho triều đình của ngài. Nhân dịp này, vua nước Pháp đã mời ngài đến đóng đô tại kinh thành tráng lệ ở Avignon. Nơi đó, ngài có thể sống yên hàng dưới sự bảo trợ của quân lực Pháp. Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Ngũ đã chấp nhận lời mời này. Ngài và 6 người kế nghiệp tiếp theo, tất cả đều là người Pháp, sống tại Avignon, đã xây cất hàng loạt đền đài và triều đình hoa lệ, có thể nói được là đẹp nhất ở Âu Châu. Khi Gregorio thứ 11 lên ngôi giáo hoàng, triều đình của ngài đã được thiết lập trong xa hoa và tội lỗi. Ngài không phải là người gian ác hay ham hố sự xa hoa, nhưng ngài bị vây phủ bởi những người bạn và người thân có một đời sống xa hoa và coi việc sử dụng quyền hành như là quyền của dòng tộc. Gần nửa thế kỷ, quyền hành và tài sản của giáo hội chỉ nằm trong tay của một vài gia đình người Pháp. Họ không bao giờ nghĩ rằng quyền hành và tài sản phải được dùng để giúp đỡ các người nghèo. Quan điểm của Katarina về giáo hội lại khác. Giáo hội là vị hiền thê trong sạch của Đức Kitô, sống trong sự tuân phục thánh ý của Ngài. Giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa, tiếp tục công việc của Ngài trên dương thế. Đó là yêu thương, dạy dỗ, chữa lành
và phục vụ dân Ngài. Katharina thường được người đời mệnh danh là người canh tân hội thánh. Nhưng thực ra, nàng không bao giờ muốn thay đổi cơ cấu của hội thánh. Nàng nhìn thấy cơ cấu trong hội thánh thật hoàn hảo như đã được thiết lập. Điều nàng muốn thay đổi chính là đời sống tội lỗi của những thành phần trong hội thánh, đặc biệt là các tu sĩ. Được ơn soi sáng vào đêm mùng 1 tháng 4 năm 1376, Katharina tin rằng nàng đã được Chúa chọn và ban quyền thanh tẩy hội thánh cho nàng. Như Chúa Giêsu đã cầm roi đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi đền thờ, Katharina tin rằng nàng đã được Chúa Giêsu sai đến với giáo hội như là một người hòa giải, như là cây roi thanh tẩy hội thánh, để tất cả mọi người, người Kitô cũng như người không tín ngưỡng, có được ơn cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Kitô. Nàng đã viết vô số thư, không chỉ cho các vị giáo hoàng, nhưng cho cả các hồng y, giám mục, linh mục, cho các ông hoàng bà chúa và mọi thành phần trong giáo hội, tin cũng như không tin, và nói cho họ biết những gì họ cần nên làm. Nàng đã không dừng lại nơi những lá thư. Nàng đi khắp nơi thúc giục mọi người canh tân cuộc sống và khuyến khích những người nhút nhát bằng chính sự can đảm của nàng. Nàng đi đến Florence để thương thuyết hòa giải giữa vùng đất đầy tham vọng này với tòa thánh, và thúc giục dân chúng khắp miền Tuscania trung thành với Đức Thánh Cha. Cho dù Đức Thánh Cha đã không hành động như là Chúa Giêsu nhân lành trên trần gian, Katharina tin rằng người tín hữu vẫn phải kính trọng và tùng phục Ngài như chính Chúa Giêsu. Katharina đã làm tất cả mọi điều có thể để kiện cường hội thánh. Nàng đã không thành công, nhưng nàng không bao giờ ngưng chiến đấu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã và đang theo dõi những giai thoại kỳ thú trong cuộc đời của thánh nữ Katharina thành Siena thuộc thế kỷ thứ 14. Từ việc nàng thấy Chúa Giêsu trong một thi kiến năm lên 6 tuổi và khấn giữ mình đồng trinh năm lên 7. Đến năm 13 tuổi, nàng sống đời ẩn sĩ và hội nhập vào thế gian trở lại 3 năm sau đó. Cùng năm này, nàng gia nhập dòng Ba Đa Minh. Nổi bật nhất là việc nàng được in năm dấu thánh vô hình. Cuộc đời truyền giáo của Katharina bắt đầu năm nàng 16 tuổi, đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong quảng đại quần chúng, đến nỗi người đời đã gọi nàng là người đàn bà với đầy quyền lực của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi những ngày cuối đời của thánh nữ. Có thể nói được rằng, sứ mạng của Katharina đối với giáo hội là việc làm chính yếu trong cuộc sống của nàng. Nàng cũng đã làm những việc khác. Đúng thế. Nàng viết sách, có bạn bè, chữa lành bệnh và hoán cải nhiều linh hồn tội lỗi. Và dĩ nhiên là nàng có một quan hệ tuyệt vời với Thiên Chúa. Nhưng công việc vĩ đại nhất mà nàng được kêu mời và được Thiên Chúa huấn luyện, công việc đã làm hao mòn nghị lực và lời cầu nguyện của nàng, phải nói chính là cuộc chiến đấu liên lỉ và cam go của nàng để chống lại sự thối nát trong giáo hội. Nàng đã lưu ý Đức Giáo Hoàng về điểm này và đã dám lên tiếng thẳng thừng sửa sai hàng giáo phẩm vì sự xa hoa tham quyền cố vị của họ. Nhiều người thấy rằng Katharina đã không thành công, dù với những nỗ lực anh hùng như thế. Katharina cũng công nhận điều này. Tuy nhiên, nàng đã gây được một tiếng vang lớn khi thuyết phục được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 dời ngay tòa xa hoa của Ngài từ kinh thành tráng lệ Avignon, Pháp Quốc về lại Roma. Đức Gregorio thứ 11 đã qua đời một năm rưỡi sau đó.
Ngài đã không thành công trong việc canh tân đời sống các giáo sĩ, nhưng Ngài đã hoàn tất một công việc vĩ đại dưới triều đại giáo hoàng của Ngài, là dời ngai tòa trở lại Roma. Sau khi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 11 qua đời, Đức Tổng giám mục Bartolomeo Prignano lên kế vị, lấy tước hiệu là Urbano Đệ Lục. Theo lời thỉnh cầu của Đức Urbano Đệ Lục, Caterina đã đến sống ở Roma để làm cố vấn cho Ngài. Trong những năm tháng cuối đời, Caterina đã đi khắp nước Italia và Âu Châu để thương thuyết hòa giải giữa những vùng đất có tranh chấp với tòa thánh. Đau lòng vì sự ly giáo, nàng đã dâng hiến chính mình làm của lễ hy sinh cầu cho sự hiệp nhất và đổi mới trong giáo hội. Caterina đã phải chịu đựng một sự đau đớn huyền nhiệm trong suốt 3 tháng và qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380, hưởng thọ được 33 tuổi. Trong suốt cuộc sống của Caterina, phép lạ tuôn đổ xuống nàng và từ nàng chảy trào tràn ra bên ngoài. Sau khi nàng chết đi, các phép lạ vẫn tiếp tục. Những người bạn thiết không có mặt trong giờ phút cuối của nàng, trong đó có Raymond Capua, cha linh hướng của nàng, đã được nàng hiện đến báo tin về cái chết của nàng. Tuy không ai công bố cái chết của Caterina, nhưng cả dân số thành Roma đã kéo đến nhà thờ, nơi đặt xác của Caterina để kính viếng lần cuối. Họ hôn chân tay nàng và đem những người bệnh tới để xin nàng bầu cử cho họ được lành bệnh. Dân chúng ngày một đông, đến độ người ta phải để xác của nàng trong một chiếc lưới sắt cho an toàn. Theo tục lệ của thời bấy giờ, xác chết của một người thánh thiện phải được chia ra làm nhiều mảnh để thờ kính hoặc là dùng để chữa bệnh. Các ngôi nhà thờ chính tòa lớn thường có những căn phòng đặc biệt cất giữ các bộ phận trong cơ thể các vị thánh để làm di tích thánh. Mỗi bộ phận được cất trong những chiếc hộp cẩn vàng, bạc hoặc đá quý. Stephen Marconi, một trong những người bạn thân nhất của Caterina, nghĩ là điều này nên được áp dụng đối với xác của Caterina. Trong các người bạn của nàng, Stephen là người đau khổ nhiều nhất về cái chết của Caterina. Stephen ở cận kề bên xác của Caterina suốt thời gian được đặt tại nhà nguyện Thánh Đa Minh cho mọi người kính viếng. Sau khi liệm xác Caterina xong, Stephen đã ở cạnh quan tài của nàng khóc than suốt ngày và ngủ kề bên đó ban đêm. Đến khi phải từ giã Roma để trở lại Siena, chàng không thể nào đành lòng ra đi cho được, nên chàng nghĩ là phải lấy một cái gì đó của Caterina để làm thánh tích. Stephen đem ý tưởng này ra bàn với các bạn và được mọi người đồng ý. Một cách kính cẩn, chàng nhổ 3 chiếc răng của Caterina. Một cho mình, còn 2 cái kia cho Alessia, người chị dâu của Caterina, và Neri di Landosio. 3 người đã xem những chiếc răng này như là báu vật và đã dùng chúng để chữa lành được nhiều chứng bệnh. Những bộ phận khác trong xác nàng cũng được chia ra trong những lần khác. Một bàn tay của Caterina được tìm thấy trong một tu viện ở Roma. Bàn tay kia thì ở Seminiano. Theo lời yêu cầu của những người theo nàng, thì thân mình của Caterina, hay ít ra là chiếc đầu của nàng, phải được đưa về Siena để thờ kính. Cùng năm Caterina qua đời, tức năm 1380, cha Raymond Capua, vị linh hướng của nàng, được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha cho phép tiến hành dự án này. Ngài cho lấy chiếc đầu ra khỏi thân mình và đặt vào trong một cái túi bằng lụa đem về quê hương. Rồi Ngài cho là một chiếc hòm đựng thánh tích bằng đồng, có lọng kính, và đặt trong phòng thánh của nhà thờ chính tòa San Domenico. Và vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, một cuộc rước kiệu trang nghiêm, trong đó có mẹ của Caterina, tất cả những môn đồ của nàng, và hầu như mọi dân thành Siena,
đã chính thức mang chiếc đầu yêu dấu đó đến nơi danh dự đã được dọn sẵn để được thờ kính và mãi mãi tiếp tục là nguồn ủi an và chữa lành bệnh cho những người yêu mến Katharina. Tiểu sử của thánh nữ Katharina thành Siena kết thúc nơi đây. Một Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.